dương được em chào là 15 tháng 4 1975. Không nhớ chính xác. Chào chào. Đây gọi là thôn Thanh Xuyên. Thanh Xuyên. Thanh Xuyên Hải Thanh, tính ra Hương Hóa. Đây. Đi chị ơi. Anh nhà cô tâm được gì này? Anh tranh đây là sao? Mày thấy cậu bên em thì bảo là anh làm ba tầng. Anh định làm tầng, tức là tiết kiệm diện tích tầng vào cái chỗ 9/9 và làm cái tầng đó là có cái tầng hầm. Cái tầng bên này thôi không. Còn hai làm hai tầng, hai tầng hai tầng nổi, hai tầng nổi và một tầng hầm. Rồi riêng cái trước là hầm. Thì anh thấy cái móng với cái hầm là chả lệch nhau mấy rồi. Tăng cái diện tích làm chứa làm đồ. Anh có cái
đi xong rồi